Harley Davidson Pan America 1201 Special đã có mặt tại thị trường Việt Nam, thu hút rất nhiều anh em. Một trong các tính năng phù hợp với đa số thể trạng biker Việt Nam đó chính là công nghệ Adaptive Brake Haze. Harley Davidson đã tiên phong trong ngành công nghiệp xe mô tô khi giới thiệu công nghệ này. Công nghệ giúp điều chỉnh điều cao yên thích ứng của yên xe khi chạy và khi dừng lại. Cụ thể là công nghệ sẽ hạ chiều cao yên của xe từ 890mm khi xe đang vận hành và dừng lại sẽ giảm chỉ còn 855mm. Việc nâng hạ chiều cao yên đảm bảo không ảnh hưởng đến hành trình giảm tốc của hệ thống xe. Hãy đến ngay showroom Harley Davidson gần nhất để trải nghiệm công nghệ tiên tiến này.